Chào các bác, xin chào anh em. Càng lên sóng mấy thớt radio của Pioneer 7800 Mark đôi đẹp xuất sắc luôn. Nó là món đồ để anh em chơi và sưu tầm, trưng bày vào các cái âm ly mặt phay nhôm đèn vu. Nó chính là của bộ Pioneer 7800 Mark đôi, nhưng anh em cũng có thể đặt vào bất kể âm ly mặt phay nhôm nào của các dòng Pioneer hoặc là các dòng khác cũng vẫn ok. Và bề ngang của thớt radio tuner này nó là 42 anh em nhé. Báo giá cho anh em là 2.200.000 đồng bao ship luôn cho anh em. Mặt phay nhôm sáng bóng luôn, con nạo đẹp xuất sắc. Đó. Tần số là 89-90-91, hàng nội địa Nhật. Đang chạy bên trên 90. Đây là bẩn anh em nhé, bẩn. Chưa lau chùi nhá, chưa lau chùi. Đẹp xuất sắc luôn, góc cạnh mượt mà, vẫn bám bụi này. Điện 100, điện 100V. Thông tin 7800 Mark đôi, TX7800 Mark đôi, sản xuất tại Nhật Bản. Đây là lỗ cắm dây AV ra âm ly. Chiều của ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi em mua thì cứ liên hệ địa chỉ trên tấm biển này. 180 phút sắp tới chương trình. Qua lấy cũng được. Và mong rằng là những phút sắp tới đây sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị thân mến, anh em lưu ý là mặt tiền đẹp xuất sắc nha, hàng tuyển của cửa hàng. Sau xin được cập nhật cho quý vị để chúng ta có thể di chuyển.